Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mặc dầu tuy đã diệt độ, nhưng giáo pháp của ngài vẫn còn tại thế. Trước sau như một, không có gì thay đổi. Đời trước, đời này và đời sau vẫn như vậy. Nay chánh pháp còn, nếu ta có sự hành trì, tất vẫn có người đắc quả vị. Kính thưa đại chúng, hành trì điều gì? Trong Kinh Lăng Nghiêm, ngài Tôn giả A Nan đã hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như sau: Thưa ngài, lúc Phật còn tại thế, chúng con lấy Phật làm thầy, nhưng khi Phật đã diệt độ, chúng con lấy ai làm thầy? Đức Phật Thích Ca nhân việc này, ngài đã đáp như sau: Hãy lấy giới luật mà làm thầy. Thưa quý vị, thời mặt pháp không phải tại do pháp mà tại do nơi người. Người không tin nhân quả, phá giới, Phật chế. Chúng còn xin cung kính giới thiệu, chính thức thông báo chương trình chánh pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV ban tần số 57.3 vào lúc 8 giờ tối thứ năm hàng tuần, từ 8 giờ tới 8 giờ 30 tối, với tâm nguyện đại chúng cùng nhau tu đạo, hộ trì xiển dương chánh pháp Như Lai. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, trước khi vào phần chính thức giới thiệu quý tăng đoàn, chúng con xin phép để mời viện chủ và tăng đoàn Lưu Sơn Tự khai kinh cầu gia bị. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị khán thính giả vừa nghe trợ khai kinh Thủ Lăng Nghiêm của quý ngài tăng đoàn Lưu Sơn Tự. Kính thưa quý vị, đây là buổi đầu tiên phát hình đây, chúng con xin được cung kính giới thiệu. Trước nhất, chúng con xin được cung kính giới thiệu Tỳ kheo Thích Vinh Hóa, viện chủ Lưu Sơn Tự. A Di Đà Phật. Mô Phật, xin thầy gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Xin kính chào quý vị khán thính giả đài VNA TV. Mô Phật, cảm ơn Pháp sư. Thứ hai, chúng con được cung kính giới thiệu Tỳ kheo Hiền Giới, cái người Mỹ bên cạnh của Pháp sư. Xin ngài gửi lời chào. Kế tiếp, chúng con xin được cung kính giới thiệu Tỳ kheo Hiền Trì. Mô Phật. A Di Đà Phật, kính chào quý vị. Yeah. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sa Di Hiền Khả. Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sa Di Hiền Tín, người Hoa. Sau hết, chúng con xin được cung kính giới thiệu Sa Di Hiền Nhẫn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, ngài Thích Vinh Hóa là viện chủ Lưu Sơn Tự. Trình giác được biết là ngài luôn luôn tri ân tất cả các vị ân sư. Trước nhất là Hòa thượng Tuyên Hóa đã truyền pháp cho ngài. Thứ hai là ngài Thích Bán Giác đã chấp nhận cho phép ngài vào tăng đoàn nhân thiền sư. Sau khi xỏ giới Tỳ kheo, ngài đã được cử qua bên Đài Loan để học Tiến Hoa và giới luật trong vòng 2 năm. Được biết là Đài Loan là nơi chuyên dạy về giới luật. Ngài theo dòng truyền thừa của Lâm Tế và Quy Ngưỡng.
lâm tế của Ngài Mãn Giác và quy ngưỡng của Đại sư Tuyên Hóa. Mô Phật, xin Đại sư cho chúng con được biết thêm lâm tế với quy ngưỡng có khác biệt như thế nào ạ? A Di Đà Phật. Dạ, Mô Phật, chào anh Thiện Giác. Mô Phật, kính chào Pháp Sư. Thưa anh Thiện Giác, thì quý vị khán thính giả, lâm tế là do từ Đại sư Lâm Tế tạo thành lập ra. Ngài chủ trương giúp học trò giác ngộ bằng những cái phương pháp nó hơi lạ đời một tí. Ngài thích la hét đánh đập học trò, rồi mà nhờ như vậy rất nhiều người học trò đệ tử của Ngài đã đắc giác ngộ. Ngược lại, cái dòng quy ngưỡng là cái dòng một cái dòng thiền đầu tiên, thiền tông đầu tiên của bên thiền tông Trung Hoa, truyền thống thiền tông Trung Hoa, và do tổ sư ngài Quy Sơn thiền sư sáng lập ra. Ngài Quy Sơn thiền sư trình độ rất rất là cao, và ngài chủ trương là hướng dẫn đệ tử một cách rất là khéo, rất là uyển chuyển. Nói cách khác, ngài Quy Sơn thiền sư đó dạy học trò, giúp học trò đắc giác ngộ bằng đủ mọi phương pháp, vừa mềm cũng có, vừa mạnh cũng có, vừa nhẹ nhàng cũng có, vừa thô bạo cũng có. A Di Phật, cảm ơn Pháp Sư. Kính thưa quý vị, Lương Sơn Tự ở số 7509 Mooney Drive thuộc thành phố Rosemith, cách Little Sài Gòn khoảng 45 phút lái xe. Thưa Pháp Sư, là chúng con được biết đó, là cái pháp của Ngài thường là theo cái pháp của Ngài Tuyên Hóa, phải không ạ? Dạ vâng. Dạ, Mô Phật. Dạ đúng. Chứ chúng tôi thì tôi, cá nhân tôi rất đội ơn ân sư là Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa đã chấp nhận vào và cho phép xuất gia và cho theo học cái pháp tu luyện của Ngài đã 4 năm trời. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, Ngài luôn chọn tất cả các đệ tử là truyền theo chánh pháp của Như Lai, cho nên chương trình của chúng tôi có là chánh pháp Như Lai. Và để giới thiệu tiếp là xin giới thiệu tới đệ tử của Ngài, cũng là một tỳ kheo người Mỹ, người ngoại quốc, tên là, tiếng Việt là Hiền Giới. Pháp sư đây thông thạo cả 3 thứ tiếng, có thể nói là 4 thứ, Anh, Pháp, Việt và tiếng Tàu. Và Ngài đã học tiếng Pháp từ bé. Bây giờ để Ngài thông dịch cho Ngài Hiền Giới, phải không ạ? Mô Phật. Dạ vâng. A Di Đà Phật. Xin Ngài Hiền Giới, xin Pháp Sư dịch cho chúng con. Xin Ngài Hiền Giới, ở bên đây có nhiều cái tông phái đạo giáo khác nhau, mà sao Ngài lại chọn cái đạo Phật để mà theo, và lại theo xuất gia theo của Pháp Sư Vĩnh Hóa đây? Thiện Giác asks you that your to recount for the listening audience how you got to Buddhism and why you chose our temple. Amitofo. Mm-hmm. Well, thank you for having me here. It's a pleasure to be here, and I'll just briefly mention that from my background, I've been coming to this temple for about 5 years, met Master, and about 2 years ago, I left the home life. And I've been studying Buddhism for close to 15 years. Okay, let me translate. Thầy Hiền Giới, thầy nói là, thầy xin kính chào quý vị khán thính giả. Thầy nói là thầy theo Phật giáo đã hơn 15 năm rồi. Và thầy đi theo nghiên cứu những cái từ đại học, và thầy đã bắt đầu theo nghiên cứu về Phật giáo, và thầy theo về cái những cái truyền thừa người Nhật. Dạ thưa, được biết là thầy có cái master degree đó phải không ạ? Vâng, thầy Hiền Giới có được cái master degree về trường đại học UCI, University of California, Irvine. Yeah, you said that you have a master's degree in philosophy. Yes, that's correct. Cái bằng master's về triết lý học đấy. It was actually during the time when I was finishing my master's degree that I met Master Yonghua. So I was driving up from Irvine to our temple to cultivate, and I met Master, and then it was a few years later when I really discovered that he's my teacher. He was the right teacher for me, because I've been searching for many years for
those 10 years, really, I was searching for the right teacher and going to many different centers in the U.S. all around, from Zen centers to the Thai forest tradition. And through a series of kind of experiences, I came, you know, had some difficulties in my practice, and then really found Master was able to help me resolve them. You also went to the Taiwanese teachings of Venerable Sheng Ye. Yes, I'd also been to Thầy hiện giới thầy nói là thầy thầy thích thiền và thầy theo cái truyền thống người Nhật, Zen của người Nhật, và thầy cũng theo truyền thống của bên Thái Lan, cái dòng tu trong núi đó, trong rừng đó. Rồi xong thầy cũng theo bên Đài Loan ngài Thánh Nghiêm, rồi thầy rất thích thiền. À, tại thầy rất được rất nhiều cái lợi ích. Xong thầy khám phá thì có lúc mà luyện thiền như vậy có nhiều cái vấn đề mà thầy gặp được, thầy hiện giới gặp thầy đây rồi, rồi hỏi rồi thầy mới giúp được giải quyết những vấn đề cho thầy hiện giới, thầy mới tin, thầy mới tới chùa, thầy tu theo. Một Phật, đây là cái nhân duyên lớn lắm. Dạ một Phật, welcome you be here with us. Dạ, thank you. Okay, thank you. Chúng con xin được hỏi đến thầy Hiền Trì. Thì giác được biết là thầy Hiền Trì năm nay cũng sắp xỉ cái tuổi 70 rồi. Thầy đã theo Phật pháp từ lâu, mà những cái đệ tử của ngài Vĩnh Hóa đây cũng là đều có cả bachelor hết. Và thưa hỏi cho thầy Hiền Trì, và xin thầy cho chúng con được biết nguyên do nào mà thầy tới và chọn theo các pháp môn. Con biết trước đây đó là thầy không phải theo pháp môn tự độ, mà thầy là chọn pháp môn tịnh độ và theo với ngài Thích Minh Hóa, và chọn ngài Thích Hóa là nơi để ngài tu tập A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thật ra thì tôi thọ ngũ giới với Hòa Thượng Thông Bổ và Pháp Sư về Kinh Pháp Hoa, đệ tử của Hòa Thượng Quảng Đức tại Việt Nam năm 82. Rồi tôi qua Mỹ này thì tôi cũng tiếp tục cái tịnh độ, nhưng mà thiền tôi không biết gì cả. Thì tôi đi học ra, tôi đi làm cho chính phủ ở tiểu bang Cali. Mỗi tuần tôi đi chùa, nhưng mà bạn bè dẫn tôi, có một dịp mai tôi gặp chùa Lưu Sơn Tự, có một thiền thất tôi dự một tuần. Năm 91, 92 vậy đó. Tôi quên. Thì sau một tuần vậy tôi thấy tiến bộ không thể ngờ. Tôi khám phá những cái hay trong cái thiền tịnh song tu. Từ đó là khóa thiền nào mỗi năm tôi đều tới dự. Thì năm 93 này thì tôi không còn phép để không còn vacation để mà đi dự nữa. Nên tôi quyết định tôi nghỉ làm, tôi đi tu luôn để tôi không có mất cái khóa thiền thất. Và đó là lý do tại sao tôi đi tu. Tôi ham thiền quá, tôi nghỉ làm. Một phần thưa ngài. Thực ra thì Hiền Trì cũng có cái duyên rất lớn về pháp môn tịnh độ. Thì Hiền Trì có muốn chia sẻ cùng quý vị khán thính giả nghe không? Dạ thưa quý vị là, dạ thưa thầy, thưa quý vị khán thính giả, tôi bước vào pháp môn tịnh độ rất là tình cờ. Là khi tôi sắp vào trại cải tạo, tôi không biết phải làm cái gì cả. Thì tôi lần tình cờ tôi thấy cái 48 lời nguyện của Phật Di Đà do thầy Trí Tịnh dịch ra. Thì tôi thấy cái nguyện 18 quá dễ, là niệm 10 niệm. Nên mỗi đêm tôi lấy ngón tay tôi niệm đủ hai bàn tay là 10 niệm tôi ngủ. Thì khi tôi vào trại cải tạo tiếp tục như vậy, thì 3 tháng sau trong khi tôi đang ngủ, tôi nằm mơ tôi thấy Phật Di Đà. Một Phật. Rất là sáng chói, rất là vàng rực rỡ, mà lấy y trùm lên người tôi và dẫn tôi đi trong giấc mơ. Từ cái khúc ngoặt đó mà tôi dấn thân vào pháp Phật pháp càng lúc càng sâu, càng lúc càng sâu, và đến ngày hôm nay tôi vẫn cảm được là Phật đưa đẩy và dạy dỗ cho tôi đến ngày hôm nay. Một Phật. Đó là cái kinh nghiệm của tôi đối với pháp môn tịnh độ. Rồi sau đây là một người rất có trí, sau khi mà ra khỏi trại cải tạo đã phải ông thầy Hiền Trì, thầy đi đạp xích lô để mà nuôi cho con. Mô Phật. Nuôi cho con đó nghèo khó, khổ sở dễ sợ lắm. Rồi mỗi ngày là thầy nói kể với tôi nghe là thầy nói mỗi ngày người chút xíu đi đạp xe xích lô, mà nhiều khi người có nhiều khách hàng nó nặng lắm, mà mệt dễ sợ lắm. Thầy phải thiền. Mà không thiền là không có sức mà đạp. Qua tới đây thì thầy Hiền Trì đã có cái bằng bachelor về landscaping. Dạ. Kính con xin được chúc mừng quý thầy.
A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, người kế tiếp Thiền Giác xin được hỏi vị Sa Di. Vị Sa Di của bên cạnh Thiền Giác chính là Sa Di Hiền Khả. Coi như chú có thân tướng của một vị tăng. Này chú đã xuất gia với ngài Thích Biến Hóa. Xin chú cho chúng con được biết lý do nào mà chú đang học đại học 3 năm rồi về vật lý, còn năm cuối là chú lại xin xuất gia. A Di Đà Phật. Con qua bên đây, con đã đi tìm thầy của con, đi tìm đường học đạo cũng cỡ khoảng gần 10 năm rồi, nhưng mà tìm không có thấy. Thì cái duyên đưa đẩy tới lúc con đi tới Phật học viện quốc tế thì thấy thầy Hiền Giới Thọ Tỳ Kheo, thì thấy thầy tinh tấn trong lúc tu học, thì con mới hỏi ra về cách thức tu học của thầy. Thì con đi tới chùa Lưu Sơn Tự, thì lúc con vào thì bỗng nhiên tự nhiên con thấy những cái gì ở trong đầu con phiền não nhiều quá, nó rớt xuống, nó rớt giống như một cái bọc dục xuống dưới. Rồi xong rồi đi vô thì con thấy cách thức tu học của thầy và cách thức nghe thầy giảng đạo vào lần đầu tiên, thì con cảm thấy con tìm thấy thầy của con rồi, con không cần phải đi nữa. Mô Phật. Coi như bây giờ là chú chọn con đường là xích xuất gia là chính rồi để đi tới giải thoát. Mô Phật. Chú có điều gì xúc tích và muốn nói thêm một vài câu nữa không? Mô Phật, để nhắn nhủ tất cả các bạn trẻ. A Di Đà Phật. Thì tất cả mọi thứ thì cũng chỉ giống như một cái giấc mơ thôi. Thì nếu mà thật sự mà mình muốn, mình có lòng tin thì con chỉ khuyên là cứ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chỉ cầu mình làm hết sức mình, mỗi ngày mình làm hết sức mình, thì tới một ngày nào đó thì khi mà đủ duyên thì nó sẽ tự tới, đừng có mong cầu, thì nó tới mình sẽ rất là vui vẻ hơn là mình biết trước được nó. Và con cũng không có biết tới thầy, tự nhiên con thấy trong ba ngày đó con ở lại chùa thì tất cả mọi thứ con thay đổi được chính trong cái bản thân của con, cho nên con chọn theo cái con đường. Con xin cảm ơn chú nha. Chú cho thầy thêm một vài lời được không? Phật, dạ được. Phật. Cũng chuyện của duyên cũng hay lắm, là tại vì lúc mà cái chú Hiền Khả tới đó gặp chùa đó, thì chú đi tìm cái pháp, tìm thầy, thì gặp thầy một cái, thì đó là trước là chú tên Hùng, rồi nói là con yêu cầu thầy dạy cho con. Thì thầy trả lời, con có nhớ thầy trả lời sao? Dạ, thầy nói thầy không có gì để dạy. Mô Phật. Thầy mới nói là thầy không có gì để dạy, thiệt ra không có gì để mà dạy cả. Nhưng đều thì cái đầu tiên thầy dạy, có thể dạy cho con là con không nên ngạo mạn như vậy. Tới cái chùa đừng có xin xỏ ngay lập tức, mà tới chùa nên làm việc trước. Quan sát, im lặng mà quan sát, cái pháp quan sát người thầy, quan sát cái tu hành người ta sao, ăn uống ra sao, ngủ ngơi, nghỉ ngơi ra sao, tu luyện ra sao, rồi lúc đó mới hỏi, chứ đừng nên có cái thái độ mà như người Tây Phương là tôi là rất là quan trọng, tôi là rất là đặc biệt, phải dạy cho tôi đi. Thầy dạy như vậy. Rồi thầy nói chú này rất rất là ngoan, chú nghe lời, chú làm việc cả ngày, xong rồi ngày hôm sau có cái ngày đó cùng duyên tức cười ha, cái ngày thứ bảy là cái ngày mình có cái lớp thiền buổi sáng, thì thầy quan sát ngồi thiền xong thầy mới nói thầy nói là sao, thầy nói với chú là cái cốt của con á là cốt của người xuất gia, con phải nên xuất gia để đừng có trở về học đại học phí cuộc đời của con. Ông nghe lời, ông xuất gia. So basically, Mr. Thiền Giác introduces you, and he says you are Taiwanese, and you used to work as a senior programmer at the University of California, Irvine, and you chose to leave the home life. And he wonders why so. And you look pretty young. Amitabha. I've been pretty much just studying meditation. I've been interested in doing meditation, and I met Master, and I've been studying with Master for about over five years. And Master is the one who introduced me to Buddhism. So the more I study Buddhism, the more I'm interested in cultivation.
À, cô Hiền Tín cô nói là thưa báo cho Thiện Giác biết, quý vị các khán giả biết là cô này là cái cô cao niên nhất trong giáo, cái nhóm đệ tử của thầy. Cô đã theo thầy từ lúc mà còn ở dạy thiền ở trong cái phòng khách của cái nhà người em trai đấy. Nhưng mà để cô tới cô tu thiền xong rồi cô thích, càng ngày càng mỗi tuần trước tới cũng thỉnh thoảng tới rồi nghe giảng kinh rồi nghe niệm Phật rồi thiền rồi nọ, rồi cô càng ngày cô càng học thì cô càng thích thú. Và cô này thông minh lắm, mặc dù rất tu rất là ít nhưng đều cái thành tựu cô rất rất là cao, mà thành người là có căn cơ rất là giỏi. Thành ra sau này cô càng ngày cô thấy càng hiểu cái pháp, thì cô nói là bản thân cô thấy càng hiểu pháp, càng thấy là cuộc đời này có ý nghĩa nhất là khi mà cô xuất gia. Vậy xuất gia theo thầy, cô nói sai, cô nói là 5 năm, thì ra cô theo thầy cũng 7 năm rồi. I'm adjusting, getting used to the new life. Cô nói là cô vẫn còn bắt đầu làm quen. Mình sắp hết thì giờ. Cảm ơn cô. Và cuối cùng chị Giác xin được hỏi Sajini. Sajini hiền nữ, cô năm nay 32 tuổi, cô đang đi làm accounting và sắp sửa là tốt nghiệp MPA. Cô vẫn còn rất trẻ, xin cô gửi lời chào đến quý khán giả và cho chúng ta biết lý do nào mà cô thấy đến với Đạo Phật ạ. Và xúc tích tới cô, A Di Đà Phật. Xin chào quý khán thính giả, là con biết tới Đạo Phật là cũng 5-6 năm nay, là cũng nhờ biết tới Hòa Thượng Tuyên Hóa. Thì sau trong thời gian gần đây là con cũng muốn đi tìm một vị thầy để mà học theo đúng cái chánh pháp. Thì một cái nhân duyên đặc biệt là con biết đến website của chùa, rồi nhờ vậy mà con mới biết tới thầy, rồi mới tu tập được theo thầy. Cảm ơn cô. Kính thưa quý vị, cái thời gian con sắp hết và chương trình ở đây là triển dương chánh pháp của Như Lai. Kinh Đại Niết Bàn đã kể lại, có lần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với tôn giả Ca Diếp, thời gian quá khứ một tiền kiếp của Ngài, tức là của Đức Phật Thích Ca, Ngài là một vị vua tên Hú Đức để hộ trì chánh pháp của Như Lai. Ngài đã chiến đấu không ngừng với những kẻ muốn hủy hoại chánh pháp. Vì thế Ngài đã bị thiệt mạng. Sau khi chết đi, Ngài đã được sanh về cõi Đức Phật A Xúc Bệ và trở thành đệ tử thượng thủ của Đức Phật A Xúc Bệ. Ngài tiếp, này tôn giả Ca Diếp, những người hộ trì chánh pháp được quả báo vô lượng như thế do nhân duyên hộ trì chánh pháp Như Lai mà ta đã được tướng hào quang minh trang nghiêm như vậy, thành tựu được pháp thân kim cang bất toại, tức thành Phật quả. Và thưa pháp sư và thưa quý tăng đoàn, thời gian đã hết, chương trình kế tiếp chúng ta sẽ nói xúc tích hơn về vấn đề chánh pháp của Như Lai như thế nào. Xin thầy gửi lời chào đến quý vị khán giả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, Nam mô A Di Đà Phật.